Nếu mà cô chú anh chị mình đang cần tìm một căn nhà có pháp lý là sổ hồng riêng Một căn nhà của nhà dân nha Nhà dân không phải là nhà công ty nha anh chị Hôm nay thì em Phương sẽ quay một căn nhà không phải là do công ty Phương xây dựng nha Đây là căn nhà khách hàng có lên công ty và ký gửi trực tiếp cho công ty à, Ngang năm và sâu vào là 20 mét Căn nhà này nằm ngay vị trí là khu phố 1 của thị trấn Đức Hòa Nằm ngay cái mặt sau, cái mặt sau lưng á Nằm ngay sau lưng của chợ Đức Hòa nha nó cách chợ tầm khoảng là 7 80 m gần 100 m nha anh chị Đất của mình là đất ở tại đô thị nha Và đường trước nhà của mình là đường đất nha Đường đất 4 m Đường này thì ô tô vào được Đường này là ô tô vào được nha anh chị ha, Anh chị mình thấy nha Đường này là xe 4 chỗ 7 chỗ vào được Và nhà của mình thì có một cái khoảng xăng Anh chị có thể đậu được ô tô luôn Đây đây là cái khoảng sân trước nhà của mình đã được làm cổng rào, đã được làm tường bao bao quanh rồi. Đó, ngang 5 và 6 và 20. Căn nhà của mình hôm nay sẽ có được hai phòng ngủ, một dưới đất và một trên lửng. Cũng như là có một nhà vệ sinh thôi nha, một nhà vệ sinh. Đó. Nằm ngay sau lưng chợ Đức Hòa. Thì đây là một căn nhà số hùng riêng nha anh chị, một căn nhà số hùng riêng. Anh chị mình mua nhà số hùng riêng thì và có đường trước nhà thì anh chị có thể vay được ngân hàng. À, đối với căn nhà này thì khách hàng có báo cho công ty á, là có thể hỗ trợ anh chị mình vay ba bên vay ba bên với cái số tiền vay nó dao động khoảng là 800 cho tới là 900 triệu tại vì nhà của mình là ngay thị trấn đắt ở tại đô thị cho nên là mình có thể vay được nhiều hơn vay được nhiều hơn so với những căn nhà à, thuộc địa phận là xã nha đắt ở à, mở ở xã thì là đắt ở tại nông thôn thì mình sẽ vay thấp hơn so với đắt ở thị trấn ha à, phía sau phòng khách đó, mình sẽ có cái gian bếp ở đây thì chưa có làm từ bếp trên dưới tại vì nhà này chưa có ở nha anh chị nhà này chưa có ở nha khách hàng người ta xây là mục đích là người ta đầu tư chứ không phải là xây ở nha anh chị cho nên là làm nó không có chỉnh chu lắm nếu mà xây ở thì chắc chắn là phải làm từ bếp trên dưới rồi ở trên gắt lửng này thì nó rất là đơn giản luôn nó chỉ có đúng một cái gắt lửng như thế này để anh chị mình làm cái phòng ngủ trên này thôi chứ nó không có nhà vệ sinh nha bất tiện là trên lửng không có nhà vệ sinh và nó thiếu anh chị biết thiếu gì không thiếu cái không gian để anh chị có thể làm cái khu vực thờ cúng nếu mà nhà mình nhà mình cần thờ cúng thì cái nhà này nó lại không có cái không gian để mình làm cái nơi thờ cúng ha khá là bất tiện nha đó bù lại thì diện tích của nó em thấy khá là rộng ngang năm và hai uh, mươi tròn triệu một trăm mét vuông đất phun thổ cư ở tại đô thị phía sau này mình có được cái giếng uh, trời này nó bù lại cái giếng trời nó sẽ thoáng và một nhà vệ sinh duy nhất Cái này là chỉ có một nhà vệ sinh duy nhất hỗ trợ anh chị mình vay ngân hàng Biết hợp đồng trực tiếp 3 bên vay được khoảng 900 triệu Trong khi cái mức giá tổng là 1 tỷ 690 Không rẻ nha anh chị Cái giá này hơi chát ha Đối với hiện trạng như thế này thì người ta bán hiện trạng Người ta không có sơn sửa, không có làm gì nữa đâu Người ta bán hiện trạng nha 1 tỷ 690 còn thân lượng Đất ở tại đô thị nằm ngay tại khu phố 1 của thị trấn Đức Hòa Ngay sau lưng chợ Đức Hòa ha đó, đây là nhà của khách hàng ký gửi, không phải là hàng công ty xây dựng nha anh chị. Ở đây mình có khoảng xăng, anh chị có thể đậu được ô tô ha. Đường là đường ô tô tới nhà nha.